hình mỏng 20 đến 30 cm và dạng hình vuông. Khoai tây khi mình cắt xong ở cái phạn thì mình sẽ ngâm vô vô 1 lít nước với 3 muỗng giấm trong khoảng 10 phút. Sau khi các bạn cắt khoai tây xong rồi mình sẽ tiếp tục cắt cà chua cũng miếng vuông vậy luôn ha, mà mình bỏ hộp. Cà chua mình cắt cắt vuông luôn nha. Thì mình cắt ngang với cà chua dày ra làm hai, thì mình sẽ cắt một đường nhỏ và mình lấy hộp. Mình cắt cũng giống khoai tây luôn ha các bạn, vuông vuông giống khoai tây luôn ha. Cái phần hành đó mấy bạn mình chẻ sợi ha, mình tách sợi nhỏ nhỏ ra để một chút nữa mình rắc lên đó. Sau khi mình chuẩn bị tất cả cái nguyên liệu xong thì giờ bắt đầu mình sơ chế ha mấy bạn. Mình bật lửa cho dầu vô, dầu nãy mình căng sẵn đó mấy bạn. Mình cho lửa nhỏ nhỏ, mình bỏ tỏi vô nha mấy bạn. Tỏi vô mình phi cho nó ngả màu vàng, hơi vàng vàng. Thì khi mà tỏi vàng rồi các bạn sẽ cho phần khoai tây vào. Cái khoai tây mình á, mình bỏ vô á, thì mình xào với cái lửa nó vừa thôi để nó cho nó chín từ từ á mấy bạn, để nó bị nát. Nếu mà mình xào lửa lớn quá thì nó bị cháy háp, nó nát. Là khoai tây á, mình bỏ vô mình xào á, thì mình xào cái lửa nhỏ thôi để cho nó từ từ nó chín. Còn nếu mà mình xào lửa lớn quá thì nó... Mấy bạn lưu ý là cứ khoảng 30 giây tới 1 phút rồi mình mới đảo một lần nha mấy bạn. Đừng đảo liên tục, đảo liên tục thì nó sẽ dễ bị nát. Sau khi các bạn xào và thấy nó rám, hơi rám rám vàng thì mấy bạn sẽ cho 100 gram nước vô.
lửa lửa riu riu thôi nha các bạn, lửa lớn quá thì nó sẽ mau rụt. Sau khi mấy bạn xào được khoảng chừng 3 phút á thì mình cho gia vị vô, rồi mình cho gia vị. Mấy gia vị nãy mình căng đó mấy bạn, mình cho vô. Món này món Bắc là mấy bạn lưu ý là món này là món của người Bắc nên không có đường nha mấy bạn. Nước nó sát lại rồi, cái các bạn cho cái phần cà chua vào. Khi mình xào với mấy bạn thì mình làm món ăn nào cũng vậy ha mấy bạn, mình từ từ mình làm thì món ăn nó sẽ ngon hơn là mình gấp. Nước mắm mình cho sao vậy? Khi mà chuẩn bị mà nó gần chín mình cho nó vô, nó sẽ giữ lại cái hương đậm đà. Dạ đúng rồi. Mấy anh chị lưu ý là cái phần nước mắm của mình là bỏ sau cùng nha mấy anh chị, khi nào mình tắt bếp là mình mới bỏ, tại vì khi mình bỏ vậy á, thì nó sẽ giữ được cái nguyên liệu và nó khử cái mùi lên á, nó sẽ đậm đà hơn. Đúng rồi, đúng rồi. Trời, em nấu cho mấy người Bắc khổ lắm chị, phải đi đặt tiệc phải hỏi nó ngay chỗ đó là người Bắc hay người Nam, mình đâu dám nêm đường đâu, nêm đường nó ăn được nó bỏ. Có một miếng đường thôi là nó không ăn rồi đó. Món này thì cứ từ từ xào thôi mấy bạn ha, cứ để lửa riu riu, không có gấp ha. Mình gấp là cái khoai nó sẽ bị, mình từ từ đó chị, món này mình gấp quá là khoai nó bị cứng. Sau khi mấy bạn xào rồi đó thì khoai nó sẽ trong lại, tức nghĩa là nó sẽ đã chín. Và mình sẽ cho cái phần nước mắm vô. Khi mà cho nước mắm vô đó, thì là mình tắt bếp, mình đảo sơ rồi mình tắt bếp. Và sau khi xong rồi các bạn thì mình sẽ cho ra dĩa. Cái món này thì nó dạng như là một cái loại salad ha mấy bạn ha. Nếu mà mình mà biến tấu nó theo cái khẩu vị của người Tây thì mình sẽ cho thịt heo thơm khói vào một miếng bơ với một miếng rượu vang. Còn này là mình đang làm món món Bắc.